Ngày 14 tháng 5, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà ở phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, khiến 4 bà cháu tử vong. Theo cảnh sát, 4 người chết trong vụ hỏa hoạn là bà Nguyễn Thị X, 67 tuổi, mẹ của chủ nhà là anh Nguyễn Quang M, cháu Nguyễn Thị B, 10 tuổi, Nguyễn Quang Minh D, 8 tuổi, Nguyễn Quang Minh H, 4 tuổi. Cả ba cháu đều là con của anh M. Gần 6 tiếng sau vụ hỏa hoạn, phía ngoài hiện trường vẫn rất đông người hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. Kể lại khoảnh khắc cố gắng chữa cháy, những hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết họ đã cố gắng dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa bùng phát quá nhanh từ tầng 1 rồi lan lên các tầng trên không thể dập nổi. Được biết, thời điểm xảy ra cháy, vợ chồng chủ nhà đã đi làm. Ba con nhỏ và bà nội ngủ trong nhà không kịp thoát ra ngoài nên đã tử vong thương tâm. Khi nghe tin, anh em mờ chủ nhà quay về, cố gắng xông vào nhà để cứu người thân nên bị bỏng hai tay. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.